Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cái kênh của mình trong thời gian đã qua. Và mong mọi người hãy tiếp tục đăng ký kênh để đón nhận những cái video clip hay cũng như là ý nghĩa cho mọi người giải trí nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo chuẩn cho Van Ham về bảng ngọc, về bộ trang bị cũng như là tất tần tật về Van Ham mà các bạn có thể leo rank từ thấp lên cao, từ đồng cho đến cao thủ luôn. Và đầu tiên chúng ta đi vào cái bảng ngọc cho Van Ham mà các bạn có thể là phối hợp tất cả các trang bị. Về phần bảng ngọc đỏ thì các bạn sẽ lên cho mình là tốc đánh và tỷ lệ chiếm mạng cho mình. Các bạn theo dõi cho mình nha. Mình sẽ chia sẻ và gắn bảng ngọc cho mọi người. Tốc đánh là 1.6%, tỷ lệ chiếm mạng là 0.5%. Đây, bảng ngọc mình đang lên. Đó chính là về phần bảng ngọc đỏ và bảng ngọc tím á, thì chúng ta sẽ lên là công vật lý cũng như là tốc chạy cho mình. Công vật lý 1.6, tốc chạy là 1%. Đây, bảng ngọc mình đang lên. Và về bằng bảng ngọc lục thì chúng ta sẽ lên là công vật lý và xiên giáp cho mình nhé. 10 viên luôn nhé. Đó chính là về bằng bảng ngọc cho Van Hen. Và để combo với cái phần bảng ngọc thì chúng ta sẽ có những cái trang bị, những cái build đồ cho Van Hen như sau. Chúng ta sẽ đi vào cái phần build đồ, thứ nhất là build đồ là full dam cho Van Hen. Full dam thì chúng ta sẽ lên cái job đầu tiên là một cái room sấm sét cho mình. Room sấm sét này khi chúng ta lên sẽ nhận được 35% tốc đánh và 15% tỷ lệ chiến mạng và 5% tốc chạy. Và cái shop thứ hai là một cái đôi giày, đó là giày du mục. Chúng ta sẽ nhận được 25% tốc đánh cũng như là tốc chạy nội tại của cái đôi giày mà chúng ta sẽ lên. Và cái shop thứ ba là một cái thanh kiếm nha. Thanh kiếm để nhận thêm công vật lý và tỷ lệ chí mạng. Cái shop thứ tư chúng ta sẽ lên là thương xuyên phá cho mình nhé. Và để tăng thêm một cái lượng tốc đánh tối đa, chúng ta sẽ lên là vuốt không tàn ở shop thứ 5. Và cuối cùng là một cái nan phoenix để nhận thêm là công vật lý nha, ST cao đó. Đó chính là full dam, cái build đồ full dam đó, để kết hợp với bằng bảng ngọc. Và cái build đồ mà chúng ta được gọi là có dam cũng như là có thủ, thì chúng ta sẽ gọi là cái bộ trang bị mà cho Van Hen là tăng. Thì cái shop đầu tiên chúng ta cũng không thay đổi room sấm sét. Cái shop thứ hai là một cái đôi giày, giày du mục. Và chúng ta sẽ thay đổi một cái áo choàng băng giá ở cái shop thứ ba để nhận thêm giảm hồi chiêu cũng như là giáp và máu tối đa. Và thanh kiếm chúng ta sẽ lên cái shop thứ tư và một cái rìu Hyura, một cái rìu đánh thường để làm chậm đó, nằm ở số thứ 5, thêm giáp đồ các kiểu và máu tối đa. Và một cái món thủ nữa ở cái số cuối cùng đó là giáp hộ mệnh cho Van Hen mà đi tăng, được gọi là đi tăng bộ trang bị tăng. Và bộ trang bị thứ ba đó là bộ trang bị mà Van Hen đi mid, đi đường giữa. Thì chúng ta cái shop đầu tiên thì chúng ta sẽ lên một cái đôi giày cho mình, đó là giày phù thủy nhé, để xuyên giáp phép nè và nội tại tốc chạy. Cái shop thứ hai đó là thập tự kiếm, để nhận thêm công phép và năng lượng tối đa và một cái lượng tốc chạy là 8% tốc chạy. Và cái quyền trượng Rea nằm ở số thứ 3. Để nhận thêm giảm hồi chiêu và công phép đó thì chúng ta sẽ lên là quyền trượng Rea và chúng ta sẽ lên thánh kiếm nha, ở cái số thứ tư. Và chắc chắn rồi chúng ta sẽ lên cái số thứ 5, đó là vương miện 2K.
để tăng công phép. Và cuối cùng là một cái room tận thế. Một cái room tận thế nhé. Ở cái shop cuối cùng đó. Để nhận thêm công phép và giảm hồi chiêu cũng như là hồi năng lượng rồi các kiểu. Và 5% tốc chạy. Nó chính là một trang bị mà đi mid. Mà các bạn có thể là lên cho Van Hen. Và phù hiệu cho Van Hen thì chúng ta sẽ lên phù hiệu như sau. Chúng ta sẽ lên là Tháp Quang Minh vượt hổm mang. Và vị trung tâm là thằng Quang cho Van Hen. Đây là tác tượng đặc về Van Hen mà các bạn có thể là để rank thoải mái. Bull Dam rồi một cái lượng tăng và đi mid luôn. Và các bạn đi rừng thì các bạn sẽ lên một cái món đồ đi rừng. Đó vào về phần bản ngọc, về bộ trang bị và về phù hiệu cho Van Hen luôn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cái kênh cũng như là dành thời gian quý báu để theo dõi cái video clip. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau nhé.